bánh xèo ở chùa Long Lan ở huyện Tịnh Biên. Bánh xèo được miễn phí, một người mà đổ 2, 4, 6, 8, 10 chảo, công đức vô nha. Tất cả mọi thứ đều miễn phí, để ăn cái uống cho phục vụ luôn. Mời các bạn nếu có đến với Tịnh Biên thì hãy đến chùa Long Lan, 10 cái chảo. Okay.